Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một số dự án kiếm tiền free online. Dự án hôm nay sẽ là đồng tiền điện tử Trelotech. Đây là một cái dự án chatbot, cho nên là mình sẽ gộp chung một hai dự án chatbot lại là một video các bạn nhé. Thì đầu tiên là các bạn sẽ chatbot theo hướng dẫn của mình để nhận con Trelot này. Đấy, ở đây thì các bạn sẽ ấn vào Continue. Đấy, thì các bạn sẽ dán vào là email. Bạn dán email sau đấy mình ấn continue. Của Telos Ethereum thì mình sẽ dùng Ethereum các bạn nhé. Ví ERC20. Ok, mọi người sẽ copy ví này. Dán ví vào đây nhé, sử dụng ví ERC20 ở trên MetaMask nhé. Ở Ethereum. À, bây giờ mới dán hả? Rồi, ok. Tiếp theo là complete stack below. Flow Twitter và Redfin lại pin report. Sau đó thì dán username. Ok. Flow. Đây, dự án của nó đây. Cũng có 3.000, 4.000 người đã làm theo đấy mọi người ạ. Các bạn sẽ copy lấy tên Twitter. Mọi người sẽ dán xuống đây nha. Nó hỏi là username thì mình sẽ nhấn username nhé. Rồi, tiếp theo các bạn theo dõi hai cái group ở trên Telegram. Join này, quay lại đây mọi người dần join tiếp một cái nữa nhé. Quay lại thì các bạn sẽ đánh username. Các bạn sẽ ấn vào phần setting. Các bạn sẽ thấy cái username của mình ở đây. Mọi người copy dán vào đây cho mình nhé. Tiếp theo là các bạn theo dõi medium và dán tên hả? Tên, ok. Các bạn dán tên nhé. Nó yêu cầu tên thì mình dán tên. Ở đây thì các bạn sẽ ấn follow ở đây. Đấy, và đây thì các bạn sẽ thấy ở chỗ này là cái số profile của mình. Thì mọi người sẽ ấn vào đây. Đây là tên của các bạn nhé. Đấy, mọi người copy lấy tên, paste vào đây cho bot. Tiếp theo là các bạn theo dõi Facebook và dán vào tên. Thì nó cũng chỉ dán tên thôi. Nó yêu cầu theo thôi nhé các bạn nhé. Không thể yêu cầu registry hay làm gì cả. Đấy, các bạn ấn theo dõi này. Mạng hơi yếu nhỉ. Rồi các bạn like cho nó một cái cũng được. Vào trang chủ này. Mọi người copy từ cái dấu sẹt đằng sau này là cái tên nhé. Copy dán vào đây. Các bạn đăng ký cái YouTube channel nhé. Cái này thì mình đăng ký rồi thì mình sẽ login vào cái tài khoản khác. Đấy, để các bạn đăng ký. Đây. Mọi người sẽ copy lấy cái kênh của mình nhé. À, tên thôi, tên thôi. Đã yêu cầu tên mà. Đấy, đúng rồi. Ô link. Cho link thôi nhỉ. Cho link nhé. Đấy, coi như là đã xong này. Có ấn balance và ấn rep ở đây nhá. Đấy, các bạn sẽ nhận được rep. Còn cái trên này thì nó sẽ verify sau các bạn nhé. Khi mà đây, nó check cái fully check to complete iROT thì nó sẽ có cộng sau. Bây giờ là nó chưa cộng đâu các bạn nhé. Ok, như thế đã dự án thứ nhất đã xong. Đây là cái dự án mà đã ở trên này. Đây, Trelot, một dự án đầu tiên đã xong nhé. Dự án này thì làm video rồi. Đây này cũng là video rồi. Đấy, tiếp theo là cái con này nhá. Thôi làm con chatbot luôn đi. Con này nhá. Con này là con H70 DFI tương đương với khoảng 700 đô la. Nghe nói thế nhá các bạn nhá. Đấy, các bạn ấn vào đây, bot. Nói chung mấy dự án này là các bạn cứ chat cho mình nhá. Đấy.
mình không bỏ qua cái dự án nào hết. Bỏ qua tí lại nó lại ngon thì lại không có mà bán. Đấy. Mà không bỏ qua thì lại nhiều lúc bỏ qua xong lại tiếc. Website của nó đây. Mọi người check qua một ít thông tin về website nhá. Đây, có Clam DFI, đây là cái con iROC đấy. Đấy, thì các bạn sẽ ấn vào cái phần continue. Ở đây thì các bạn sẽ follow Twitter. Retweet lại mình post. And don't đây, các bạn thấy là có rất là nhiều người đã theo này. 11.500 người. Ủa trời. Ủng hộ quá là nhiều nhỉ. Ở đây thì các bạn vẫn là sử dụng ví MetaMask nhé. Đấy, mọi người vẫn sử dụng ví MetaMask cho mình. Đấy, ở đây thì các bạn sẽ enter cái Twitter username, nó còn hỏi tiếp này. Bảo là ví cứ tưởng hết rồi, nó lại còn hỏi Twitter này. Rồi, ok. Balloon rep ở đây nha. Đấy, giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia là được. Đấy, ok, như thế đã giới thiệu xong cho các bạn hai cái dự án nhé. Thì các dự án khác thì mình sẽ làm video tiếp nhé. Tại vì là mình để cái nhiều cái link, cái dự án chung lại với nhau ấy. Nó sợ các bạn lẫn lộn đấy. Thôi thì mình để hai cái video, hai cái dự án lại cùng với nhau nhé. Đấy, con Talos và cái con DFI này nhỉ. Đúng rồi, DFI nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hai video này, hai dự án này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.